Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Đời Sống Thường Nhật. Hôm nay mình xin chia sẻ tiếp tục với các bạn trận chung kết giải bóng chuyền nông dân thị xã Tân Châu năm 2020 sắp diễn ra giữa hai đội Long Phú và Châu Phong. Mời các bạn cùng tiếp tục xem nhé. Trận chung kết giải bóng chuyền nông dân thị xã Tân Châu năm 2020 diễn ra giữa hai đội Châu Phong, Long Phú. Đội Long Phú mặc áo đỏ, đội Châu Phong mặc áo màu tím, đang chuẩn bị chào khán giả để làm thủ tục thi đấu trận chung kết. Trận chung kết giữa hai đội Châu Phong, Long Phú. Điều khiển trận đấu này, trọng tài 1, ông Đỗ Nguyễn Nhân Tú. Trọng tài 2, ông Dương Anh Dũng. Hai trợ lý Phạm Thái Toàn, Nguyễn Minh Hoàng. Đội Châu Phong giao quân trong danh mục và tiếp thành phần thi đấu như sau: 11, 3, 7, 5, 6, 2. Đội Long Phú giao quân trong danh mục màu đỏ thành phần thi đấu như sau: 9, 2, 8, 3, 4, 7. Kiểm tra vị trí đã xong. Giải thứ nhất trận chung kết, đội Long Phú phát bóng trước. Điểm Long Phú 1-0. Điểm Châu Phong 2-1. Điểm Châu Phong 3-1. Bóng không qua lưới. Điểm Châu Phong 4-1. Điểm Long Thạnh 2-4. Xin lỗi Long Phú. Long Phú trả lời. Điểm Châu Phong
điểm cho Hồng 6-2. Điểm Long Phú 3-6. Điểm cho Long 7-3. Điểm cho Long 8-3. Điểm Long Phú 10-12. Điểm Long Phú 11-12. Điểm Long Phú 12 đều. Điểm Long Phú 13 đều. Điểm Châu Long 14-13. Điểm cho Long 15-13. Điểm Long Phú 14-15. Long Phú 15 đều. Long Phú bóng điểm cho Long 16-15. Điểm Long Phú 16 đều.
điểm cho môn 17-16. Điểm công phú 17-10. Bóng quá hấp dẫn. Điểm long hú 21-20. Hey!
Điểm Long Phú 24-22. Lưu ý điểm kết thúc gián thứ nhất. Quá tốt. Điểm cho vòng 23-24. Số 1 của Châu Phong này đập quá tốt à. Kết thúc gián thứ nhất, đội Long Phú đang cầm dẫn trước đội Châu Phong với tỷ số 1-0.